Trái ngược với tình yêu là sự gác bỏ. Trái ngược với tốt là mặt xấu. Trái ngược với lòng biết ơn đó là sự oán trách. Và trong quyển sách Power of Four có chỉ ra cái tầng năng lượng và tình yêu của con người ở cái tầng năng lượng 500. Tình yêu được bàn ở đây không phải là thứ tình yêu mà các phương tiện truyền thông đại chúng đang quảng bá. Ngược lại, nói chung thế giới coi tình yêu là một cảm xúc mãnh liệt, kết hợp hấp dẫn về thể xác, chiếm hữu, kiểm soát, nghiện, gợi tình và mới lạ. Loại tình yêu này thường phù phiếm và thất thường khi điều kiện thay đổi. Khi thất vọng, tình yêu này thường thể hiện thành tức giận và phụ thuộc mà nó che đậy. Chúng ta có thể thấy, khi chúng ta đang sở hữu nguồn năng lượng của tình yêu, nguồn năng lượng của lòng biết ơn, thì chúng ta sẽ biểu hiện ra chúng ta là một người vui vẻ. Chúng ta sẽ thích nghe nhạc, chúng ta thích trưng diện nhiều hơn. Giống như là khi mình còn trẻ, ví dụ như chúng ta thường thấy một ai đó bình thường, hơi xề xòa, không có biết trưng diện, nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó, cô ta hoặc anh ta trở nên trưng diện nhiều hơn, trở nên đẹp đẽ hơn, thì lúc này dường như chúng ta nói a à, mày đang yêu đúng không? Đấy chính là những biểu hiện của tình yêu. Khi chúng ta có tình yêu, chúng ta dường như thấy cuộc sống xung quanh chúng ta đầy những sự lạc quan, đầy tình yêu, đầy hy vọng, đầy sự phấn khởi. Khi chúng ta mang trong mình cái nguồn năng lượng oán trách, nguồn năng lượng ghét bỏ, tức giận, thì chúng ta sẽ thường biểu hiện ra người khác nói là mình không thèm nghe nữa. Mình thường hay tụ tập mình nói xấu người khác, và mình thường hay chỉ trích người ta. Thông thường nếu như trong trạng thái mình không yêu cũng không ghét thì người ta làm gì mặc kệ người ta. Còn khi chúng ta đã oán trách họ, chúng ta ghét bỏ họ, thì chúng ta thường hay nói xấu họ. Thương nhau cũng ấu cũng tròn, ghét nhau và bù họ nó cũng méo. Không yêu thì cũng đừng ghét bỏ, nếu như không có lòng biết ơn thì cũng đừng nên oán trách. Theo thiền sư Minh Niệm thì tình yêu và tự do là hai nhu cầu lớn nhất của con người. Vậy nên thay vì chúng ta phải sống trong sự đau khổ, trong sự tức giận, trong sự chỉ trích, thì tại sao chúng ta không sống trong tình yêu? Kể cả Đường Tăng còn biết yêu cơ mà, huống chi là những con người phạm tội như chúng ta. Cho nên chúng ta hãy rèn luyện cho mình tình yêu và lòng biết ơn, để mình có thể lúc nào cũng cảm giác là mình tích cực, mình khoan khoái, mình ngập tràn những cảm xúc mà ai đó nhìn thấy ta cũng cảm giác là cuộc đời nó tươi đẹp hơn. Vậy thì bằng cách nào để ta có thể rèn luyện được tình yêu và lòng biết ơn? Có 3 cách. Cách 1, thay vì tập trung vào những điểm xấu mà họ đang biểu hiện ra, thì ta hãy nhìn vào những mặt tốt mà họ đã từng làm cho ta. 2. Thay vì tập trung nói xấu họ bằng những ngôn ngữ khó nghe, thậm tệ, thì hãy khen ngợi họ về những gì tốt đẹp mà họ đã từng làm cho ta. 3. Thay vì đang ngồi xuống, đang đứng ở một góc nào đó để nói xấu người khác, thì hãy đứng lên nghe một bản nhạc để làm cho tự tâm hồn mình tươi đẹp hơn. Đó là những cách để giúp cho chúng ta có thể rèn luyện cảm xúc tức thời, để đi từ trạng thái cảm xúc oán trách, ghét bỏ, thù hằn trở về cảm xúc yêu thương, tình yêu và lòng biết ơn. Nhưng bằng cách nào chúng ta có thể rèn luyện được tình yêu và lòng biết ơn một cách nó lâu dài? Là nó phải được thẩm sấu từ trong chính con người của mình. Chỉ có một thói quen mới có thể thay thế được một thói quen cũ. Thói quen oán trách, chỉ trích, phán xét, nói xấu người khác là một thói quen xấu. Và chỉ khi ta rèn luyện được thói quen nói những lời hay ý đẹp, nói những lời có cảm xúc tích cực, nói những lời về tình yêu, nói những lời về lòng biết ơn, thì ta mới có thể thay thế được thói quen cũ là thói quen oán trách và chỉ trích người khác. Và trên con đường rèn luyện thói quen mới thì ít nhất chúng ta cần 30 ngày. 30 ngày là khoảng thời gian đủ để chúng ta rèn luyện tiềm thức của chúng ta. Mỗi ngày và mỗi buổi tối, bạn có thể trước khi đi ngủ vạch ra cho mình những người nào mà mình đang ghét bỏ, những người nào mà mình không thích và mình muốn biến họ trở thành những người thân yêu của mình. Thì đầu tiên liệt kê ra những con người mà chúng ta đang ghét bỏ. Bước thứ hai, chúng ta hãy nói mỗi một người 10 điều mà họ đối xử tốt với ta.
biết ơn họ đã làm gì cho ta, biết ơn họ đã cống hiến cho ta, biết ơn họ đã xuất hiện ở bên cạnh ta, biết ơn họ đã bao dung cho ta. Luyện tập trong vòng 30 ngày thì tiềm thức của ta sẽ hiểu rằng đó là những mặt tốt đẹp mà họ đã từng làm cho ta. Trải qua 30 ngày, chắc chắn bạn sẽ trở thành một con người có được tình yêu, có được lòng biết ơn, và bạn chắc chắn sẽ thay đổi được chính cả cái phong thái, về cả cái vóc dáng và kể cả những cái đức tính của bạn. Hơn hết, chúng ta biết rằng một trong những nguyên lý để có thể trở thành một người thành công, một người hạnh phúc là có được những thói quen tốt đẹp. Cho nên, thói quen xấu của ngày hôm nay chúng ta phải được thay thế bằng những thói quen tốt của ngày mai. Và đừng quên, việc để sở hữu một thói quen tốt cần một khoảng thời gian luyện tập đủ dài. Nên hơn hết, bạn ơi, ngay bây giờ hãy trên cái hành trình càng luyện thói quen tốt của mình là càng luyện được tình yêu và lòng biết ơn họ với tốt bạn nhé. 30 ngày hẹn bạn, và 30 ngày sau chắc chắn gặp trong video sau, bạn sẽ trở thành một người tươi mới, hạnh phúc, tràn đầy tình yêu và tràn đầy lòng biết ơn. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Quyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.